Tiếng khóc không vơi được nỗi sầu đâu em, nước mắt không đem lại chuối ngày ấm êm. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em, tình yêu đẹp nhất khi xa nhau còn thương nhau. Ôi, đời là đại dương mênh mông, tình là sợi tơ mong manh, và ta là chiếc thuyền con bồng bềnh trên sóng lênh đênh. Nếu là mai sau mình không còn bên nhau, nếu là mai sau tình trôi vào đớn đau, đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em, tình yêu là những ngôi sao bay vèo trong đêm. Lóc Quanh, mở hàng cho em nha. Em tính nhất sĩ thôi anh. Nhà anh. Chị em ơi, trời ơi, ế quá sao mày nghèo tôi vậy? Mà tôi nói cho bà biết nha, tôi vậy còn ai thèm thì ai mà đi. Con quỷ, mày đừng có bên lại nha. Ấy nó thiệt tình, âm binh cô hồn được không? Ôi à, hàng vô nha, cho Kim có tiền nha, mấy bữa nay Kim ế lắm rồi. Trời ơi, bữa nay chơi đốt lửa, nhảy qua nhảy lại, vui dữ ta. Cô hồn vừa đi, cái dòng tới hà. Chỗ này là chỗ tôi làm việc, làm ăn, ha, đi về nha, nhanh lên. Anh cho nè. Gì đấy? Trái cây. Ở đâu ra đây? Cấp bà hai á. Trời đất ơi. Tôi ghét nhất là thứ ăn cắp, nghe chưa? Ha. Tại sao lại chuyên cắp? Không có tiền thì xin tôi đi về trả cho bà hai liền. Lớn rồi bị dụ. Ăn cắp đâu, tôi xin bà hai cho đó. Trời ơi, đã khổ rồi còn quậy nữa. Thôi đi về đi ông ơi. Nè, cầm đi. Gì nữa đây? Đưa cái tay đây. Hôm qua bị quýnh bầm hết rồi nè, bông gân nghe không? Xin thuốc rượu của ông bà đó bóp cho. Kỳ quá kìa, người ta nhìn kìa ông ơi, tôi mệt dữ lắm rồi đó. Chưa có xong mà tôi thấy tôi bóp chứ. Mà công nhận nha, Kim cũng lì thiệt luôn á. Ta quýnh vậy mà đứng tỉnh bơ. Kệ tôi. Gặp tôi chạy mất tiêu rồi. Ui da, tôi quen rồi. Cái gì đâu á, xong chưa? Thỏa mãn chưa? Đi về được chưa? Ế lắm rồi, lóc lắm rồi, đói lắm rồi. Ta ra chơi, đuổi người ta hoài. Kim ơi, mưa rồi. Trốn đi. Trốn mưa thì thôi. Trốn đi, lên thuyền đi. Lên. Ôi, chết nữa rồi. Mưa kìa. Sao đâu, có cột dây đàng hoàng mà. Mưa gì mà mưa vậy, sao người ta sống nổi đây. Khổ quá rồi. Ê, lại cho nó ấm. Kệ tôi đi, tôi biết tự lo cho tôi mà. Kim mà biết tự lo cho mình được á, là Kim đâu có ra nông nổi này. Trời mưa mà đi đâu vậy? Lên trên này ngắm trăng. Trời mưa mà ngắm trăng gì ông ơi? Cờ ơi là cờ. Mưa chứ chút, có trăng à. Trời mưa không có trăng đâu ông ơi, xuống đây nhanh lên tôi, không bệnh á. Nghe biết hôm nay ngày gì không? Ngày gì? Rằm tháng 7 á. Tôi nhớ hồi nhỏ đó, má tôi nói cái rằm tháng 7 có trăng tròn lớn. Cái mình đốt đèn, mình đi chơi vòng vòng, cái mình hát à. Tết Trung Thu em đốt đèn đi chơi. Thôi đi ông. Em đốt đèn đi khắp phố phường. Ông ơi, ông khờ quá ông ơi. Tết Trung Thu là tháng 8, tháng 7 là lễ Vu Lan.
Lễ Vu Lan là cái gì vậy? Lễ Vu Lan là cái lễ mà gắn bông hồng trên áo đó. Mà con cái phải hiếu hạnh với cha mẹ đó ông ơi. Có nghe cái bài mà bông hồng cài áo chưa? Có nghe. Tôi nhớ hồi nhỏ cái mẹ tôi kêu hát bài bông hồng cài áo tặng cho mẹ tôi. Hay dữ vậy đó hả? Ừ. Hát tôi nghe coi. Hát cho Kim nghe ha. Một bông hồng em tặng cho cô, một bài thơ em tặng cho thầy. Bài gì rồi? Ủa? Sao không cười? Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Rồi mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười. Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ ơi, vậy là đã ba mùa Vu Lan con không được cài hoa hồng trên áo, không có mẹ chở che dìu dắt, con gái của mẹ đã lầm đường lạc lối. Giờ có tắm nước sông Hoàng Hà cũng không thể nào rửa sạch được tội lỗi của con. Lúc bé thơ con nghĩ rằng sẽ yên bình nhà ấm áp cho con yên bình, nhẹ đi trong nắng mai ấy. Thế nhưng ôi vô thường, đã bắt con xa mẹ yêu, nước mắt chia ly không ngờ về trong tim thơ bé mình con đứng bên đời bơ vơ. Mẹ ơi, mẹ ơi, có biết giữa nơi này con rất cô đơn, mình con mồ côi với mưa gió bên đời, khao khát đôi tay mẹ yêu. Nghe ngày qua đời con có trong vòng tay chở che, thì con sẽ không còn lẻ loi theo dòng nước mắt. Mẹ ơi, mẹ ơi, có biết con thương mẹ nhiều lắm ơi mẹ. Mẹ phương trời nào có nghe tiếng con thơ, khao khát bao la tình thương. Nếu ngày qua đời con có mà trốn anh dữ vậy cưng? Dạ nam. Ở đây. Trời ơi. Dạ. Ở đây. Trời ơi, cái mặt làm cái gì mà rầu dữ vậy em? Gặp anh phải vui lên chứ hả? Sao? Tươi á. Cười lên coi. Gặp anh là phải vui. Nghe chưa? Anh ghét cái nào sầu lắm. Đúng mấy đứa? Dạ. Hả? Cớ sao buồn này Kim? Cớ sao
sầu này kiếm. Ai thương em hơn anh mà tìm, cớ sao hoài này kiếm. Có biết cho lòng anh đã mất từng phút vui buồn cùng em. Đời là những chuỗi ngày sầu lo, tình là những bến bờ mộng mơ. Em như hoa nở trong mùa mưa, sống giữa khi trời đất sóng tố. Anh đem yêu thương xóa mùa nắng mây mờ. Cớ sao buồn này kín, cớ sao sầu này kín. Khi yêu nhau tuy xa mà gần, cớ sao hoài này kín. Hãy sống cho tình yêu, sống trong mộng thắm khi tôi còn xa. Sao mấy con kia đưa đủ rồi còn Quốc Cưng đâu cưng hả? Dạ anh hai. Sao? Dạ mấy bữa nay lấp quá anh hai. Gấp hả? Rồi sao cưng? Ngày mai em ráng kiếm hàng à. Em có em đưa anh hai liền. Đưa à. Hết đưa à. Hết luôn anh hai. Mày giỡn mặt nào hả anh hai? À. Tao giỡn mày nha. Một chục con như mày mà lớn như vậy á, tao cám mà. Hả? Anh hai, anh thông cảm, mấy bữa nay trời mưa quá anh hai. Anh hai thông cảm. Tiền đâu? Đưa cho tao. Anh hai thông cảm. Nhanh. Anh hai thông cảm. Mày giấu ở đâu? Tao kiếm nãy giờ không thấy. Hả? Đưa. Đưa. Làm cái gì đây ơi? Quên đây đi. Thằng khốn nạn. Tao không có nè, tao lấy gì tao đưa cho mày. Tiền ăn tao không có nè. Tao có cái mặt. Đưa tao đi. Đưa tao đi. Con này nó muốn ăn đòn. Mày thích thì tao chiều nha. Tao thích rồi đó. Mày sao? Mày giỡn mặt tao à? Dạ. Anh hai, em xin lỗi này. Mày cương với tao à? Em xin lỗi anh hai. Không có vui nha. Dạ. Em xin lỗi mày... anh hai tha cho em đi. Bữa cho mày anh hai, một lần chốt cửa nha mày. Tao không có này. Để bạn ơi, đừng qua mặt tao nha. Mày bố tao ra. Nha. Bố tao ra. Lên đây. Mày nha. Một lần chốt cửa nha. Anh hùng hả mày? Mày tính cứu mỹ nhân hả? Được. Để tao coi mày làm anh hùng cỡ nào. Nha, là... mày chọc máu điên tao hả? Người ta đều có tội làm gì? Mày ở đâu vô? Anh đi vô đây! Mày! À, mày! Buông ra! Mày buông ra! Giết tao đi! Giết tao đi! Giết mày hả? Nó xin cho mày nghe không? Mày hả? Mày! Tôi
không, tôi không có giết người. 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 Em không có giết người. Ông bà em, ông bà em, Trang ơi, Trang mất bà em. Em sợ lắm, bà ơi, em sợ lắm rồi. Mời tất cả quý vị khán giả hãy dành một tràng pháo tay nữa để dành tặng cho Tam Hợp. Không biết là cảm xúc đang dâng trào đến từ ban giám khảo sẽ được chia sẻ đến từ ai ạ? Rất là xúc động. Từ từ. Ok. Chị Thủy Vân làm cho em rất là bất ngờ. Hình ảnh của chị Thủy Vân đối với em á, là một người ca sĩ hát nhạc truyền thống, một mái tóc dài rồi một cái giọng hát rất là đẹp. Bây giờ tự nhiên em rất là bất ngờ khi gặp chị ở trong Cùng Nhau Tỏa Sáng. Chị khác hẳn. Vậy mới thấy là trong con người của một người nghệ sĩ á, nó có cái sự đam mê mãnh liệt về nghệ thuật. Khi mà đặt họ đúng cái chỗ là cái lúc mà họ tỏa sáng trên sân khấu. Sau chương trình này người ta sẽ nhớ tới các bạn ghê lắm. Bởi vì các bạn rất là hay, rất là giỏi. Và cái nét diễn của bạn rất là ác, rất là... Phải nói là cho Trang một lần nữa cảm ơn tiết mục này rất là sâu. Một cái tiết mục mà mới cái mở màn ra là Quý Bình đã thấy nó đầy cảm xúc. Và ngồi một cái bình chỉ cố nén cảm xúc của mình xuống. Cố nén nhưng mà không nén được. Chỉ gói gọn trong một thời gian ngắn thôi mà cái vở diễn nó cho em cái cảm xúc nó còn hơn cả là khi em diễn kịch dài 2-3 tiếng đồng hồ trên sân khấu. Khi mà em đứng trên sân khấu, chị cất lên câu hát mà em cảm giác được là cái nhân vật nó trong chị nó trọn vẹn. Và em thấy là chị hầu như là chị không còn biết là cái nguy hiểm nó đang chờ mình khi mà chị bay từ chiếc xuồng xuống cái sàn kia. Rất là xuất sắc. Và thêm một cái nữa là cái chi tiết, đó là khi anh này anh đưa cái bịch trái cây nó là của ăn cắp. Một cô gái làm cái nghề này của ăn cắp có đáng gì nữa. Nhưng mà ở đây cái cốt cách con người nó thể hiện được ở cái hành động này. Em không bao giờ nhận cái đồ ăn cắp. Cảm ơn chị rất là nhiều. Là một nam diễn viên ở trên sân khấu thoại kịch, Bình có biết là cái mà những khán giả khó tính như tôi tìm kiếm là gì không? Sự kiệt sức. Cứ mỗi lần Tam Hạp ra sân khấu, tôi kiệt sức. Khi mà quất roi xuống, xin cảm ơn bộ phận âm thanh, kết hợp âm thanh hoặc sân khấu hoàn hảo. Một tiếng thét một cú roi, một tiếng thét một cú roi. Xạo thuật sân khấu hiện đầy trên đó. Con dao đâm xuống, máu vọt lên. Tất cả những cái đó chúng ta có mà không ai thèm để ý đến. Người ta chỉ còn để ý đến cảm xúc. Và cảm xúc đó cao đến mức
tôi kiệt sức vì tôi thấy được thực tế tái hiện. Tôi là dân Sài Gòn, nhưng khi những cảnh như vậy diễn ra trước mắt tôi, chỉ là mới cô bé mười mấy tuổi thôi, tôi không rớt nửa giọt nước mắt. Nhưng khi nó được thần thánh hóa bằng ngôn ngữ nghệ thuật ở trên sân khấu, tôi khóc như mười mấy năm về trước tôi chưa khóc. Và cú pháp nhắn tin mã số bình chọn cho nhóm Tam Hạp đó chính là CNTS khoảng cách mã số 03 gửi cho tổng đài 8234.